Đà Nẵng lễ dỗ 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma. Ban liên lạc bộ đội Trường Sa, thành phố Đà Nẵng và người thân tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma cách đây 35 năm. Ngày 12 tháng 3, tại đình làng Đại Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng, ban liên lạc bộ đội Trường Sa, thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 1984 đến 1988 tổ chức lễ dâng hương tri ân 64 liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma ngày 14 tháng 3. Năm 1988, tham dự buổi lễ có nguyên lãnh đạo Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân, các cựu chiến binh, cựu quân dân đã từng công tác, chiến đấu tại quần đảo Trường Sa và thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Không giấu được xúc động khi nhắc về đồng đội và những người đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc, trưởng ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Tấn chia sẻ đau thương, mất mát với thân nhân các gia đình liệt sĩ. Ông Tấn nhấn mạnh chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm. Suốt 35 năm qua, sóng biển có thể xóa nhòa mọi dấu vết nhưng không thể xóa được ký ức biên trắng của người dân Việt Nam về những người lính quả cảm. Sự hy sinh của họ đã được dựng thành những tượng đài bất tử về tình yêu tổ quốc, có mặt tại lễ tưởng niệm đầy ý nghĩa và xúc động này, ngoài các anh em, đồng đội, còn có các mẹ liệt sĩ cùng thân nhân. Ngồi trên xe lăn, mẹ Lê Thị Lan, 80 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc, chia sẻ sau hơn một năm nhập ngũ, con trai mẹ đã hy sinh khi vừa tròn 21 tuổi. Những ngày này, đi đâu mẹ cũng như thấy hình bóng của Lộc và năm nào mẹ cũng có mặt tại lễ tưởng niệm để thắp nén nhang cho 64 liệt sĩ, mẹ Lan bộc bạch. Mô hình tàu HQ-604 đã được các cựu chiến binh ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng mô phỏng và thả xuống sông Hàn, gửi đến anh linh các liệt sĩ Gạc Ma.